Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là trong trường học là gãy là tiên học lễ học văn, những nội dung đơn giản cũng là dạy cho tụi nó thôi, chứ không phải là cho nó ghi khắc những cái chữ mà gọi là nội dung gọi là nó là không theo cái kinh, tức là nội dung tầm bậy bạ mà mình muốn cho nó, chủ yếu là để ý cho nó khắc những cái nội dung đó thôi. Thom đá nâu sờ lá ai chiều ba chiều xa vùng liên nâu ca cha tập ra nít vùng liên làm pi tập phía sắt phía sắt đưa co bị lo lo bị chặt của đan đồ bọc vùng tây Việt Nam được chiều về chiều vừa rồi Việt Nam cái xe làm pi bị cùng nát đưa co tập phía sắt của ra mà mình men thì đồ biết cha rồi xe nâu uốn bắp liên nâu sờ lá thế ta ăn ban đại được thế ban mình ép ca đi ăn cha mà ca này dừng chơi hói dừng ai cả cha nó mình đòi dừng chơi làm ngay rất là thật xế nó đòi dừng thật xế ai thật xế tàu mặc so Việt Nam có bán mặc so ấy có bán nó hỏi ta dừng không ca thì dừng phơi nó bàn cầm tàu ai cả nào bán cái vấn đề dạy cho này thì vẫn có thể chia sẻ cho dạy, nhưng mà quan trọng là cái cách khắc hay là cái cách viết đó là một cái vấn đề khá là nan giải. Để khắc hoặc là viết được một cái bộ kinh hay là chữ trên lá buông này nó cần rất là nhiều công đoạn và nó khó khăn hơi nhiều. Dạ thưa sư, trong chương trình giảng dạy của tụi con á là có một phần là giới thiệu về cái tiểu sử của sư, thứ hai là giới thiệu về cái di sản tác phẩm của sư á, mà là con muốn hiểu thêm là cái con được biết là khi mà kinh khắc trên đó khắc bằng tiếng Bali, chữ Bali. Như vậy thì cái chữ khác nhau chữ Bali với chữ phổ thông của Khmer đó, là nó khác thế nào để khi mình tụi con dạy con thấy giải thích cho xin nó hiểu để biết là cái chữ của Khmer thông thường đó phổ thông đó, nó khác nhau sao với khác như cơ bản về khác cơ bản và cái gì so với cái chữ Bali. Cái này đoàn ai nào còn lại còn liên mình ba nào về miền xa nó bay còn liên bay xoay vô làm pi của bọn rồi bỏ hợp tác ở đâu chỉ cây chặt từng niêm nâng ca cha nâu sạch ta rồi bỏ hợp tác vì buôn máu nâng phòng riêng làm vì buôn sắp đại ca ban cha tục bỏ hơi hề lâu nguyên chùm ngọt là muối nâng không ca bắt đầu nâu chùm này phải chia đó sớm nó cứ tha mình nâng tha phía xa đại cha nâng nó phía chán nhưng cha phía xa và lấy nâng phía xa không ai thì có mình mang đến các tha thì sao và lấy nâng ra cái máy nó bị khô cái này lại nha và tôi ở xó hạng rãng ở xó nào được đây là khúc tầm an mà lấy an tính dân dây thăm mà đáp thêm cái chữ mình là dân tộc Khmer cho nên là cái chữ dù viết cái kinh về kinh Phật hay là những cái ngôn ngữ để mình giao lưu hay là tiếp xúc ngoài đời thường thì một cái chữ đó là cái đặc trưng của người dân tộc Khmer, chủ yếu là cái cách đọc của chữ Bali với lại cách đọc của những cái ngôn ngữ ngoài đời mình nói chuyện là nó khác nhau thôi. Thí dụ như chữ co là mình học là mình đọc ở ngoài là co, nhưng mà chữ Bali thì nó đọc lại đọc khác, đọc là cách, nhưng mà cái chữ dòng chữ nó ghi hoặc viết nó giống nhau thôi, chủ yếu là cái cách phát âm nó khác nhau thôi, là cái khác phát âm theo ngôn ngữ Bali với lại phát âm theo ngôn ngữ của dân tộc. Việc xóa tu bay xóa và lấy ấy, cái nông một rai bay đọc trong đọc mấy mà rồi đọc qua cái đó rồi nâu không một xóa xám sắp bay tu xóa nữa. Chứ những cái chung quốc với Hồng Kông cái chữ Bali mà mình viết trên này là cũng giống giống cũng có cái như là cái cách phát âm của chữ A và cờ là trong thí dụ như A và cờ mình đọc như cái cách dạy tiếng Việt của mình ở đây, còn chữ Khmer nó cũng như vậy nhưng mà chỉ khác lại là cái cách phát âm của chữ Bali với lại cách phát âm của chữ Khmer thôi, nhưng mà cái dòng chữ nó viết vẫn giống nhau. Có nghĩa là cái hệ thống chữ cái nó vẫn giống nhau. Hệ thống chữ cái nó vẫn giống nhau. Cách viết nó cũng giống nhau nhưng mà khác về cái cách phát âm và cách đọc. Thì cô nào còn có gì hỏi thêm thì mình hỏi sư.
tại vì cũng tranh thủ cho sư để sư còn nghỉ ngơi. Con còn có vấn đề gì hỏi không? Nếu quý thầy cô không còn vấn đề gì để hỏi nữa thì ở đây chốt rồi luôn nha. Cho con hỏi một câu nữa. Dạ sư, cho con hỏi một câu nữa. Cái phần thì trong dẫn dạy như con nói này đó là có phần giới thiệu về cái tiểu sử những công trình của sư, thì sư vui lòng cho biết là cái sư đến với cái nghệ thuật mà khắc kinh trên lá buông, cái duyên để dẫn sư đến, và sư đến nó từ lúc nào, từ khi nào tới bây giờ? Dạ nó không ca vòng liên màu sờ la nặng màu flow rod rồi ngay bên ca bao vòng liên đồng pi của bọn nâng cao sắc xa nâng chân đai đồ cũng rồi bọn ta đã bàn sau tốt màu bị muôn móc rồi đấy. Lâu còn trong đăng thà nỉ sai nào muối rư phọp chừng nang nào muối đã bàn bắt đầu đứa có chừng rung nâng chất bọn ta ở sờ lanh mần ca trong sắc xa được hai là xa nào và thò nó về đồng này đồ ta đã bàn sau tốt màu nâng ca cha sạc ra nâng không làm rung ca để dừng trong thai là xa tốt một cô đã xa thai là xa tốt này. Còn tới sở mai bệnh bọn ấy này càng xong khả mai dương đấy đưa vào kia chân đấy khả nông ca để trong sạch xa cha sở xê lưu sạch rết ấy tôi chỉ kê mình sau dục chất tục đắc vừa chậm một kẹt ở lưu cơ rương mà hay chỉ nít còn là hay ní sai nào mới đã bận nào ở chân tục tay bọn cài trong riêng nào sạch ra thật tục anh ấy mò bì ní sai nên ní sai mò bì dương sở lanh châu chất chứ nữa bố hơi khơi ta mua được cái cha cái đấy dương khơi nhỏ so khơi cần cân dưỡng rồi dương mình chết lúc đó là lư rồi lúc chồng chết cái là xăm pi học bốn ram học mới cái duyên này là cũng do là từ hồi nhỏ và thượng là cũng có vô học và đi chùa, tại vì gia đình thì cũng là theo giáo hội Phật giáo cho nên là cũng đi chùa thường xuyên, và sau khi tu cũng có một cái duyên là có gặp một ông cụ ở ngoài trong xóm là ông cũng có cái tài để mà khắc kinh lá buông, cho nên là thấy ông cụ khắc cho nên ông hòa thượng cũng có cái sự mến với lại muốn gìn giữ lại cái văn hóa của người dân tộc Khmer vì cái cách khắc cái kinh trên lá buông này, cũng xin ông cụ để học. Và học trong khi đó là một năm 1165 hoặc 1165 năm 1965 là hòa thượng bắt đầu tìm tòi và học hỏi về cái cách mà khắc cái chữ trên lá buông này. Nhưng mà hiện tại bây giờ cái nguồn lực để mà mình học lại cái kinh lá buông này nó hơi hiếm, tại vì là học được một cái cách với cái kinh lá buông này thành thạo là cũng cần nhiều cái sự tỉ mỉ. Giờ cũng nó cũng hơi khó, tại vì có rất là nhiều công đoạn về cái vật liệu, về cái cách viết, cái cách khắc và cái cách biết để mà đọc chữ trên cái lá buông, chữ cổ của kinh trên lá buông hồi xưa nó hơi khá khó, cho nên là nguồn nhân lực hay là cái cách học người ta cũng không muốn học nữa. Và cái giá trị kinh tế để mà đáp ứng trong cái cuộc sống gia đình thì nó cũng hơi thiếu thốn, tại vì cái này thì mình không làm kinh tế được, chủ yếu là học để mà gìn giữ cái nét văn hóa của người dân tộc thôi, chứ lấy về để mà làm kinh tế thì không. Một mặt nữa thì thời đại bây giờ là 4.0 cho nên là cái máy vi tính hay là máy in nó hơi khá nhiều, thậm chí cái điện thoại mình dạch ra để mình lướt cũng thấy nhiều rồi, cho nên mà cái cách viết chữ trên lá buông này nó cũng hơi bị phai mờ, không có ai học, ít ai học, và học cũng khó khăn cho nên là cũng ít. Là trong mơ ra việc cường của con phơi luôn đấy. Hòa thượng cứ có hỏi là có muốn coi cái dụng cụ để mà khắc lên cái chữ lớp buông này không? Cái dụng cụ để mà mình làm. Của em là của em. Dạ, nếu được thì rất là hoan hỷ sư. Cái này vô mới chứ. Học. Đây là cái bộ kinh. Giới thiệu luôn nha sư. Thành thịnh nói quẩn chút. Cái này là cái lá mình chưa được cắt. Dạ. Còn cái này cái cây để mình cắt lá. Để cho thầy những cái dẻo nữa.
thầy có hỏi không? Trong ban luôn mà chỉnh lắm ta luôn thật cao cao đây cũng cùng ta cùng cha phòng ra được cùng cha mình bánh cha còn là cần được biết nó thôi được biết cha chỉ biết cha thọ luôn mà chỉnh lắm không luôn tâm tâm dạ qua ban hỷ này nó ngược sáng. Vậy sao thấy đúng không? Đi vòng này được không? Sorry nghe đi qua một cái nữa nha. Cái góc độ mà đang đang cầm cái kê cái tay á. Xuống tí hè hai.